Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Tinh Tinh của Mạnh Quân và anh Vũ. Và ngày hôm nay thì hai anh em sẽ mổ con cá mập này ra để xẻ thịt con cá mập này ra để anh em mình tận hưởng nó. Đấy, cái loại cá này là cái loại cá mà nó không có thương mại. Đúng rồi. Vì ra ngoài quán nhưng mà ví dụ mà bạn có hỏi hôm nay có món cá mập không ạ? Cá mập thỉnh thoảng mới vào toàn thôi. Thế mà ăn rùa này mới bắt được nó thôi. Chứ là cho nên sao là người ta không đánh được kinh doanh thương mại. Hôm nay anh em rất là may mắn bởi vì là ra đến chợ thì lúc đầu lúc buổi sáng sớm vào thì lại không có. Đến khi anh em chuẩn bị đi về mới quyết định bảo thôi vào chợ để chọn con cá mua về làm quà cho mọi người thì ăn được ngay em cá mập này. Đây là lần đầu tiên mà Quân được nhìn tận mắt gần như thế này và sờ vào nó. Ok, bây giờ Quân sẽ để nó xuống đây. Và anh em sẽ bắt đầu sơ chế. Thực ra thì con cá mập này nó là bởi vì chaku đu đu đu. Ê, thành ra là ở trong này nó toàn răng sữa này các bạn này. Răng nó rất là mềm ấy. Mềm lắm à anh? Ừ, mềm lắm, nó khéo đứt tay. Ừ, răng nó mềm lắm. Răng mềm lắm, toàn răng sữa mà chưa thay này. Chưa thay răng? Ừ. Được rồi, thế thì... Hình như là anh... không phải dãi mà trông như kiểu ăn chip chip bây giờ. Hình như là nha, nha. Thôi anh em ngủ đi. Từ từ đã, bây giờ anh em sẽ phi lê con cá ra. Nhưng mà anh đã làm cá bao giờ chưa? Anh chưa, anh rất đời này rất ít khi làm cá. Nhưng mà lần anh làm cá là anh làm cá mập. Thế em chắc chưa giờ làm cá. Thế à? Đây, bắt đầu từ đây nhá. Cắt đuôi rồi đi à? Chúng ta sẽ khứa vào đây trước này. Ui dồi ôi, cũng là gì ạ? Đấy, đến cái xương này thì chúng ta bắt đầu lách vào đây. Nhưng mà từ từ mình phải mổ bụng trước anh ạ. Mình phải mổ bụng không? Không, mình phải sạch đến đây này. Đến một nửa thì mới... Đến một nửa xong bắt đầu mới mổ bụng. Đấy. Wow, trông cũng có nghề đấy. Đấy, thì bây giờ bắt đầu mổ bụng này. Ui đồ ở trong này, đầy lắm này. Nạc thế. Chắc lắm. Chúng ta cứ men theo cái xương này thôi. Mà rạch tiếp thôi. Đến bụng rồi anh ạ. Nhật rồi, hết ý luôn. Phi lê cá mập cái này nhưng mà chắc nhà thịt này chắc khí thật. Có đá cái này đâu? Có đá. Đây đá, lấy cái bát đá. Đây. Úi giời ơi. Hôm nay thì chắc chắn là anh em không thể ăn hết một con cá mập được rồi. Là phải gói lại mỗi nhà một ít. Gói lại mỗi ít. Đây, bây giờ chúng tôi sẽ gói từ từ để cuốn cái này vào đó. Rồi, ok. Rồi. Quá chuyên nghiệp các bạn. Kéo dài ra. Ok, và bây giờ chúng ta gần đến cái đoạn cuối cùng rồi, sắp sửa đến cái công đoạn mà hưởng thụ rồi. Vâng, cưng. Sau hơn một tiếng đồng hồ vật lộn với cả em cá mập, em baby shark này thì cuối cùng là anh em ta cũng cho nó vào nồi. Và ui, gan này anh em tí nữa chỉ trần luôn anh. Trần lượng đấy. Chúng ta ngoài ngoài em cá mập ra chúng ta có thêm một ít hàu để bổ sung thêm. Ui giời, nguy hiểm quá. Đây. Đây anh nhanh nhất cái đầu. Xem mặt nha. Ui giời. Nào, rửa mặt cho em nào. Cho em lên hình nha. Rồi, cũng ổn. Lên hình nha. Ui giời ơi. Đấy. Ui, đầu cũng nhiều thịt đấy chứ. Ừ, đầu cũng nhiều thịt mà. Đầu đầy thịt đây này. Gáy dày nhở. Rồi, sau đây chúng ta sẽ là phần pha nước chấm. Cho ít gia vị vào. Rồi. Cắt thêm ớt vào trong bát gia vị. Đó. Sau đó chúng ta cho thêm hạt tiêu. Mình rất thích ăn cay, nha. Một bát mình cho nguyên một quả vào, ăn nó mới đủ. Sau khi mà cho ớt xong rồi thì con sẽ cho thêm một chút hạt tiêu này. Cái của trẻ con thì
mà không ăn ớt nên là cho nhiều hạt tiêu vào. Ok, sao? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cho thêm đường. Một tí đúng không anh? Một tí tí thôi. Một tí tí rồi. Mỗi điệu. Đúng rồi, chỉ 17 mấy hạt thôi. Còn em nghĩ nó phải nhai. Dạ. Ít nhất nó phải nhai. Rồi, ok. Bây giờ là bắt quất đúng không anh? Rồi, đây. Các bạn nhìn này, bát nước chấm pha vào xuất sắc không? Nhìn là muốn ăn chưa ạ? Này, anh chị các bạn thấy không? Nếu mà anh em chúng tôi mà cứ ăn xong rồi quay luôn ấy thì có khác gì là bảo mua ở ngoài hàng không? Đúng rồi, đấy, anh em tự là chế biến, phải làm từ cái lúc sơ chế ấy. Đúng rồi. Từ đầu đến cuối, từ 2 đến Z ấy, xong rồi mình ăn này. Đấy, xuất sắc. Muốn ăn thì lăn vào bếp luôn đây này. Xuất sắc. Đấy. Hôm nay em thấy là hơi bị nể của tại thái của anh đấy. Anh xử lý con cá cũng không phải nỗi nào đâu. Dạ. Ok, anh cảm ơn. Rồi, ok. Không hiểu đây là lời khen hay là gì. Anh tự coi em một lời khen mà. Ok. Mà em khen hát. Ờ, ok, là thôi anh em. Nào, đây anh em leo keo một cái nào. Ngồi đây nào, ngồi đây. Đồ ăn thực tế này. Không với chả chè. Mà dậy. Không ăn à? Con ăn gì? Ăn mì hay à? Bắt tay không? Con cho chồng miếng gì? À. Uầy. Classic à? Classic. Bảo sao? Uầy. Chơi nó đi. Uầy hả? Chơi nó đi. Chơi. Ui sủi. Ui. Uầy. Ôi. À từ em phải ngoài cái này lên đi mà. Nó ăn em ngoài đi anh này. Thích được. Ăn không. Con cầm lấy. Cái vị của nó không chấm làm gì cả. Anh thấy sao anh? Ngồi ra đây mẹ. Béo. Béo rất là béo. Ngày khỏi gì ăn không. Hầu và chị lấy đây. Khó vãi luôn ấy. Ừ. Tại vì mình chưa ăn cái con này bao giờ không biết giả như nào cả. Thì anh thấy sao? Hồng này. Hồng hồng này chứ. Hồng hồng kìa. Nó không có thằng lên đó. Ok. Ok. Có lẽ là cái đĩa này anh em bị cắt sashimi nhưng mà thôi. Anh em để nhúng lẩu anh nhỉ? Ừ. Nhúng lẩu đó. Mình rất là tin. Các bạn biết là nhau đấy. Mình rất là tin vào khẩu vị của anh Vũ. Thành ra khi mà anh quay ra anh nói thầm với mình xong mình quyết định là mình sẽ thả nó vào rồi nào. Ok, bây giờ mình sẽ ăn miếng ở trong nồi lẩu đi. Đây, mình sẽ thả miếng trong nồi lẩu. À đây, anh em đang nhìn thử này. Ừ. Không biết thả nó như thế nào. Ừ, không biết thả thì rất là chắc. Trước tiên là mình gắp nó lên này, trông nó chắc nịch luôn này. Các bạn có thể nhìn thấy thớ thịt như cái thớ vân tay của mình, như cái dấu vân tay của mình. Nói hết về cái phần hình đi. Ok. Về cái phần trắng. Hình thì trông nó vừa trắng vừa tròn. Ừ. Ừ, nhưng mà sao nó giống như kiểu các cái vân tay ấy nhỉ? Ừ. Ừ. Chắc mà... là mỗi con cá mập có vân khác nhau ấy. Ừ. Nhiều hoa tay đấy. Ừ. Hoa vây à? Hỏi xem cá mập của chúng mình bao nhiêu. Ok ok. Nào, ăn thử cảm nhận nào. Hay là mình bị trần lâu quá nó hơi bở nhỉ? Không, không, không bị thêm cảm giác là nó đúng là như thế. Ừ. Thì cá mập nó như này. Ừ. Tôi có cảm giác là nó mềm nhưng mà nó lại hơi bở. Ừ. Tức là nó mềm, nó rất là bở. Và cái con cá mập này ấy, thì tôi nghĩ là nếu mà các bạn muốn ăn nó ấy, các bạn nên làm ruốc thì ngon hơn. Hôm sau lần đầu tiên mình trải nghiệm mình ăn thử mà nghe là mình bạn có thấy sao? Tôi cảm giác như là nó như kiểu miếng cá khi mà bạn để trong nồi lẩu quá lâu, bạn vứt cho ra đầu buổi ăn cho đến cuối buổi ăn bạn bắt đầu mới sờ đến miếng cá. Thì nó có cái cảm giác là như thế, nó bở bở như thế. Ý em là một miếng cá cũ à? Vị nó không
Tóm lại là tôi thấy cái vị nó chưa có gì đặc sắc. Có thể là do bởi vì hai anh em cũng là mới lần đầu mới làm chế biến. Thành ra là để lần sau nhá. Ok. Ok, lần sau anh em đi học. Phải đi học cách chế biến. Nhưng mà ai dạy làm thịt cá mập? Em tưởng lớp nào chẳng có. Thì thôi. Lớp nào cũng có anh ơi. Ta không dạy làm thịt cá mập đâu. Quan trọng anh có tiền hay không? Anh có tiền không? Để thôi anh em ăn đi. Rồi anh em tạm thời dừng lại đây để anh em thẩm tiếp. Từ giờ đến cuối buổi anh em sẽ cho các bạn một cái hương vị một cụ thể nhất. Đây là một miếng thịt cá mập này, như là đúng ở phần bụng luôn này. Đấy. Đó là chap belly. Đây là rồi, ăn luôn. Đó, cũng được chứ. Cũng được anh. Được mà, đoạn này thơm. Thế á? Ăn này thấy thơm mà. Anh em. Thơm mà. Dạ. Các bạn bụng người ăn là khác nhỉ? Ăn khác hẳn đấy. Bụng người ăn khác hẳn rồi đấy. Thịt không bị bở quá đâu. Mà nó có mùi vị. Có mùi vị đàng hoàng chứ không như loan. Như loan như vậy là không có mùi vị gì các bạn ạ. Nên là bụng của loan thì lại có mùi đấy. Nào, làm thử cái miếng gan xem nào. Chín rồi. Chín là không được. Chín đét. Được đấy. Ăn cái này. Có anh có. Chấm phát rồi. Có vâng. Hai cái gì là ăn như là ăn sụn mà. Đây sật thì sật. Bùi lắm các bạn ạ. Bùi thật sự ngon. Ngon đấy. Em thử miếng gan cá mập xem thế nào. Xem con cá mập nó to gan như nào. Ngon mà. Nó bùi ý. Nó bùi nó bùi mà. Giống kiểu anh nhau đỏ hàu nè. Cái miếng gan của con cá mập này nhá. Lúc mà bạn thả vào trong miệng nhá là nó sẽ tan ra. Tan ra thì giống như kiểu là mình ăn cái mình ăn cái tàu phớ ấy. Đấy, nó y như là cái cảm giác tan của cái tàu phớ nhưng mà nó có vị của cái bùi. Nó bùi. Nhưng mà nó đúng là nó hơi tanh thật, tại vì mình chưa biết cách khử cái mùi tanh. Không. Khi mà chỉ biến... Anh lúc anh nhúng vào anh thấy ăn khác hẳn luôn. Là nóng là nó không bị. Nóng là nó hết. Dạ. Đùa anh. Anh em ăn đi. Cá mập làm lên nó không ăn. Đùa. Đùa cá mập đây như này mà anh đi anh ăn mì bao giờ không? Em đang gặp cái gì đây? Ui giời. Nâng lên được và đặt xuống được. Nâng lên được thì em đặt xuống được. Nhưng em vẫn lại nâng nó lên. Với cùng không có lựa chọn nào khác đúng không? Không có lựa chọn nào khác. Thật ra ấy, cái mì này là em thần cho vợ em ăn. Chứ còn em thì vẫn ăn cá mà anh Vũ. Anh vẫn ăn mà. Đấy là anh ăn nhiều hơn em ấy. Em ăn gan cá đi. Em vừa ăn gan cá rồi. Ăn gan cho nó căng về cãi. Ngon không anh? Ngon em ơi. Nước này làm từ cá mập em ơi. Không phải nước lẩu thường đâu. Sau một lúc cơm lo rượu say rồi. Cơm lo rượu say rồi. Em cũng phải chào thôi nhở. Đúng rồi. Nói chung là trước khi mà chào kết tạm biệt mọi người thì anh có cảm nhận về con cá này đi. Thực ra thì cái con cá mập ngày hôm nay mình ăn ấy nó là một trải nghiệm khá là thú vị. Bởi vì cái quãng đường mà mình mang nó về mình đã rất là háo hức rồi. Đúng rồi. Ngay từ khi mà nhìn thấy nó cả.
biết là chúng ta thuộc với nhau rồi. Chỉ thuộc với nhau trong ngày hôm nay thôi. Chỉ một ngày hôm nay thôi. Chỉ một đêm duy nhất ngày hôm nay thôi. Ngày hôm nay mình cũng có một cái trải nghiệm gọi là trọn vẹn với con cá mập này. Chính xác. Từ cái việc mà mình mua nó từ chợ về, sau đó mình về đến đây mình mang hơn 2 tiếng, 3 tiếng đồng hồ về đến đây, mình còn chế biến nó nữa. Ướp đá nữa. Tự làm đá chế biến hết. Xốp rất là cẩn thận luôn. Xong lôi ra là mình từ sơ chế cho đến nấu nướng đến cuối. Có thể là do là đôi khi con cá này nó làm lẩu nó không ngon. Mà đôi khi là anh em chế biến theo kiểu khác thì nó lại một vị khác. Áp chảo, áp chảo nướng chẳng hạn, rán tẩm ướp để ấy lên nó lại khác chẳng hạn. Đúng rồi. Nên mỗi một cái con nó sẽ mạnh về một cái món nào đấy. Đúng rồi. Chẳng qua mình chưa biết chế biến thôi. Coi như là bây giờ mình đang gọi là demo một cái bữa lẩu. Ok. Mà mình có rất là nhiều thì sau này thì mình sẽ thử chế biến thêm những món khác rồi tiếp tục sẽ nói cho các bạn biết là cái vị của món khác sẽ như thế nào. Ok. Và có lẽ là cái clip này thì nó cũng đủ dài rồi. Lần nào cũng thế, cuối tập là mình sẽ nói câu này đấy mà. Nếu mà các bạn thấy hay ấy, thì các bạn cứ like, share và subscribe vào kênh Tinh Tinh Tiếp nhá. Để anh em còn có động lực anh em làm tiếp chứ. Em sẽ làm những cái công việc mà cảm thấy là thú vị hơn. À làm những cái những cái ra những cái video mà có nội dung hấp dẫn hơn, content mà nghe nó tò mò hơn. Okay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Nhớ subscribe và like nha.